Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình IBC trên băng tần 57.19 tại miền Nam California và băng tần 16.12 ở miền Bắc California qua mạng điện toán toàn cầu ibctv.us cùng với hệ thống Satellite Galaxy 19 trên các tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp cùng Tuyết Nha và Thảo Ly. Chúng tôi trân trọng kính chào quý vị. Như thường lệ, sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Thủ tướng Anh từ chối ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào ra tranh cử để thay thế ông. Văn phòng Thủ tướng xác nhận Tổng thống Sri Lanka từ chức sau những cuộc biểu tình. Đảng của ông Abe thắng trong bầu cử Thượng viện Nhật. Thủ tướng Nhật Bản thúc đẩy mục tiêu sửa đổi hiến pháp của ông Abe. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên liên quan tới chính trường của nước Anh qua phần trình bày của sư ngôn viên Thảo Ly. Thưa quý vị, Thủ tướng Anh đã từ chối ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào tranh cử để thay thế ông. Thủ tướng Anh Boris Johnson trong hôm thứ Hai đã từ chối hỗ trợ bất kỳ ứng cử viên nào đang chạy đua trong cuộc đua để thay thế ông, nói rằng ông không muốn làm cho hỏng cơ hội của họ. Trong một chuyến thăm của Viện Francis Kerr, ông Johnson đã làm chệch hướng những câu hỏi về sự thất vọng của cá nhân. Ông khi từ chức nói rằng ông phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong vài tuần cuối cùng trong vai trò của mình. Johnson, người đã thông báo quyết định từ chức vào ngày thứ Năm 7 tháng 7, sau khi hàng loạt bộ trưởng từ chức để phản đối sự lãnh đạo của ông và một vài tháng đầy tai tiếng, cho biết ông sẽ tại vị cho đến khi người thay thế được chọn. Một ứng cử viên hiện đã khởi động các chiến dịch tranh cử để trở thành thủ tướng tiếp theo, trong đó Ngoại trưởng Anh Liz Truss là người mới nhất tuyên bố ra tranh cử. Ông Johnson nói rằng ông chắc chắn sẽ có kết quả tốt và bất kỳ ai tiếp quản sẽ thừa hưởng một chương trình nghị sự tuyệt vời được tiếp tục. Văn phòng Thủ tướng xác nhận Tổng thống Sri Lanka từ chức sau những cuộc biểu tình. Văn phòng Thủ tướng cho biết Tổng thống Sri Lanka là Gotabaya Rajapaksa thông báo với Thủ tướng Ranil Wickremesinghe rằng ông từ chức như đã thông báo trước đây. Sau những cuộc biểu tình toàn quốc vào cuối tuần vừa qua trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế suy yếu trầm trọng, Chủ tịch Quốc hội cho biết ông Rajapaksa sẽ từ chức vào ngày thứ Tư. Tuy nhiên, ông chưa có thông báo trực tiếp về kế hoạch kế tiếp của mình. Tổng thống Sri Lanka Rajapaksa được cho sẽ tuyên bố từ chức vào ngày thứ Tư 13 tháng 7. Trong khi đó, thì Thủ tướng là Ranil Wickremesinghe cũng sẽ từ chức nhưng chưa công bố thời gian để chính phủ lâm thời các đảng tiếp quản. Các chuyên gia hiến pháp đã nói nếu Tổng thống và Thủ tướng từ chức thì Chủ tịch Hạ viện sẽ được bổ nhiệm làm quyền Tổng thống. Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống mới trong vòng một tháng. Ngày Chủ nhật, các nhà lãnh đạo biểu tình nói họ sẽ chiếm dinh thự của Tổng thống và Thủ tướng cho đến khi hai người này chịu rời nhiệm sở. Trước đó một ngày, thì hàng ngàn người biểu tình đã xông vào nhà và văn phòng của Tổng thống Rajapaksa vì bất mãn về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Sau khi hai nhà lãnh đạo thông báo họ sẽ từ chức, các con đường tại Colombo tương đối yên ắng hơn. Ngày Chủ nhật, những người biểu tình tràn ngập khắp các dinh Tổng thống. Thành viên của lực lượng an ninh cầm súng trường đứng bên ngoài những khu nhà nhưng không ngăn cản mọi người ra vào. Đảng của ông Abe thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật. Được biết là đảng của cựu Thủ tướng Abe giành ghế thắng đa số tại Thượng viện Nhật Bản khi mà cuộc bầu cử được tổ chức vài ngày sau vụ ám sát ông. Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền và đối tác liên minh Komeito đã giành được hơn 75 ghế trong 125 ghế được bầu tại Thượng viện Nhật Bản và giữ thế đa số sau cuộc bầu cử hôm 10 tháng 7. LDP và đối tác liên minh là những bên sẵn sàng sửa đổi hiến pháp theo chủ nghĩa hòa bình, qua đó tăng cường vai trò quân sự của Nhật Bản trên toàn cầu, mục tiêu mà cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã theo đuổi lâu nay. Cuộc bầu cử vào Thượng viện Nhật Bản được tổ chức 2 ngày sau khi ông Abe bị ám sát trong lúc vận động tranh cử ở tỉnh Nara. Vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật được nhận định phủ bóng lên cuộc bầu cử dù ngay cả trước khi xảy ra sự việc. LDP và Komeito vẫn được dự đoán sẽ giành đủ số phiếu để củng cố thế đa số tại Thượng viện. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida trước đó khẳng định cú sốc từ vụ ám sát sẽ không thể làm đình trệ tiến trình bầu cử.
Thủ tướng Nhật Bản thúc đẩy mục tiêu sửa đổi hiến pháp của ông Shinzo Abe. Thủ tướng Fumio Kishida tuyên bố thúc đẩy kế hoạch sửa đổi hiến pháp một ngày sau khi kết quả bầu cử mạnh mẽ, bảo đảm cho ông thêm 3 năm làm thủ tướng, ngay cả khi đảng cầm quyền của ông thương tiếc trong việc giết người quyền lực hàng đầu Shinzo Abe. Ông Kishida chia sẻ trong cuộc họp báo rằng họ sẽ kế thừa mong muốn của cựu thủ tướng Abe và giải quyết những vấn đề khó khăn mà ông ấy đặc biệt quan tâm, như vấn đề bắt cóc và sửa đổi hiến pháp mà ông ấy không thực hiện được. Liên minh bảo thủ cầm quyền do Đảng Dân Chủ Tự Do LDP của ông Kishida dẫn đầu mở rộng thế đa số trong Thượng viện hai ngày sau khi ông Shinzo Abe, thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản trước khi từ chức năm 2020, đã bị bắn vào thứ Sáu ngày 8 tháng 7, trong khi đang phát biểu về chiến dịch tranh cử. LDP và đối tác cấp dưới là Komeito giành được 76 trong số 125 ghế tranh chấp, tăng 69 ghế so với trước. Với việc không có cuộc bầu cử nào diễn ra trong 3 năm nữa, ông Kishida có được không gian làm việc lớn bất thường, cố gắng thực hiện chương trình nghị sự đầy tham vọng, gồm mở rộng chi tiêu quốc phòng, sửa đổi hiến pháp hòa bình Nhật Bản, giấc mơ từ lâu của ông Abe trước khi sức khỏe yếu dẫn tới việc từ chức vào năm 2020. Xe tang đưa quan tài ông Abe đến đền thờ Tokyo trước giờ lễ tưởng niệm. Một chiếc xe tang chở thi hài của cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến chùa Jojo-ji ở Tokyo vào hôm thứ Hai trước một lễ tưởng niệm vào buổi tối dự kiến vào đêm trước tang lễ. Thi hài của thủ tướng Abe đã đến tư dinh của ông ở Tokyo vào hôm thứ Bảy ngày 9 tháng 7, nơi các quan chức cấp cao như thủ tướng Fumio Kishida và những người đưa tang tập trung để bày tỏ lòng thành kính. Kyodo dẫn thông báo từ Đảng Dân Chủ Tự Do LDP gửi các thành viên quốc hội cho biết lễ tang của ông Shinzo Abe sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều hôm thứ Hai tại điện Koshu trong chùa Jojo-ji ở quận Minato, thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Với tang lễ bắt đầu bằng lễ viếng và các nghi thức thờ cúng xuyên đêm do phu nhân Aki Abe chủ tang. Buổi lễ được tổ chức như một nghi lễ gia đình, sẽ chỉ có sự tham gia của gia quyến và những người thân thích. Các nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản không sắp xếp chỗ ngồi tại sự kiện, nhưng sẽ có khu vực riêng để thắp hương và dâng hoa. Giới chức thủ đô Tokyo và thành phố Shimonoseki, tỉnh Yamaguchi là quê nhà của ông Abe, vào hôm thứ Ba cũng sẽ dành ra các khu vực để người dân có thể dâng hương chia buồn. Hai thành phố dự kiến tổ chức một lễ tiễn biệt ông Abe một ngày sau đó. Ông Shinzo Abe vào hôm thứ Sáu qua đời ở tuổi 67 sau khi bị bắn trong lúc diễn thuyết tại tỉnh Nara. Nghi phạm sử dụng súng tự chế bắn từ sau lưng ông ở khoảng cách 5 mét, ám sát một trong những chính trị gia được đánh giá là quan trọng nhất lịch sử Nhật Bản thời hậu chiến. Thưa quý vị, như thường lệ, sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Kế đến đó là những tin tức nổi bật liên quan tới mẹ nghi phạm ám sát ông Abe là thành viên của Giáo hội Thống nhất ra sao. Hay chúng ta tới với việc ít nhất 6 người được đưa tới bệnh viện, 3 người bị bò hút trong cuộc đua bò tại Tây Ban Nha như thế nào. Ngoại trưởng Anh bà Liz Truss cũng tham gia vào tranh cử chức thủ tướng, và ông Nguyễn Đức Chung gửi bình án và nhiều bằng khen đến tòa ngay trước phiên phúc thẩm. Đồng thời, một bản tin liên quan tới lo lắng về kinh tế chính là nguyên nhân tạo căng thẳng hàng đầu tại Hoa Kỳ. Xin mời quý khán giả tiếp tục đón xem sau phần bảo trợ thương mại sau đây.